Chị Hoa hậu Ngô Mai Thanh ở Úc có mua 25 tấn gạo, mỗi bịch là 10 kg, 2.500 xì dầu, 2.500 nước mắm từ thiện trong mùa dịch Covid-19, cứu trợ cho những người tàn tật và người già, người bán vé số, người vô gia cư, người nghèo thật nghèo, hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn. Nhờ Ngô Phương Mai, em gái ở Việt Nam, phân phát những số gạo cho bà con. Thay mặt cho mọi người, Ngô Phương Mai gửi lời cảm ơn đến chị Hoa hậu Ngô Mai Thanh. Chúc chị nhiều sức khỏe, thật tốt, trẻ đẹp, thành công trong sự nghiệp, gặt hái được nhiều điều tốt, để chị Ngô Mai Thanh có nhiều điều kiện giúp đỡ cho bà con quê hương.